Rồi hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Biker. Thì hôm bữa trên TikTok có thằng anh Khỉ là hỏi là mô tô là đi có trời mưa không. Thì nay quay cho anh em, thì những người mà có mô tô giống mình thì người ta có 2-3 chiếc xe hơi rồi. Thì để bữa nay lâu quá chưa review, kể cả con bán tải này chưa review cho anh em, bữa nay review cho anh em con bán tải này luôn. Đó. Còn con này là con Bendup anh em ha. Bendup Sport. À, con này là để đi trong phố tại vì gầm nó thấp. Tại vì mỗi lần trời mưa anh em là phải suy nghĩ. Suy nghĩ là mình đi xe hơi nào. Chứ không phải là trời mưa là phải suy nghĩ là đi mô tô đâu anh em, mà ít khi mình quay mấy chiếc ô tô, kể cả bữa nay bán tải anh em thấy mình cũng đi nhiều rồi mà chưa bao giờ quay được cái clip review luôn. Sẵn bữa nay quay cho anh em xem luôn. Bio trong đây nè. Bằng ghế sau á bi quay. Ừ đúng rồi. Đây là Bendup 320. Bản Sport bản mới nhất ha, bản 2021 á. Thì con này anh em đi á thì nó sẽ đi nhiều á, nếu mà đi nhiều thì bảo trì bảo dưỡng nó chua lắm. Một lần bảo dưỡng vậy là cũng phải hai mấy ba chục triệu. Thì con này thì nó không có cửa hít. Thì mình quay sơ sơ thôi anh em. Không có cửa hít rồi nó thì có thắng điện tử nè. Rồi vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Nó chạy thì mạnh á, mấy con này kiểu dáng sport mà anh em. Thì chạy thì mạnh, nó cũng không có gì đặc biệt hết. Đó, thì đã mở máy em mất công cameraman nóng. Đó, thì nó cũng chả có gì đặc biệt, thì chạy thì nó ấy thôi. Mình quay sơ sơ cho anh em thôi chứ mình đâu có rảnh đâu quay nhiều. Thì đối với con này thì anh em đi đi lại, đi trong phố, đi chơi, thường thường mình đi con này là để tối coi phim đồ này nọ, đi vòng vòng trong phố rồi anh em. Đó, nhưng mà nó bất tiện cái là đi đường miền Tây hoặc là đi mấy cái đường ổ gà hoặc là đậu trên vỉa hè rồi đó, cực kỳ rất là cực. Tại gầm nó thấp anh em, rất là cực. Cho nên chỉ đi cái gì đó mà nhẹ nhàng thôi. Cho nên mình sẽ bảo trì bảo dưỡng nó sẽ nhẹ. Còn mà anh em đi xa rồi bảo trì bảo dưỡng nặng lắm. Mấy con này bảo trì bảo dưỡng căng lắm, nó giống như cá mập vậy đó anh em, nó giống như mình chơi xe cá mập vậy đó. Anh em cũng coi cái clip con cá mập của mình rồi. Thì nó đơn giản vậy thôi. Nó cũng có gì cầu kỳ. Rồi bi quay cho anh em coi vô lăng nè. Mình ít khi nào quay mấy cái này, quay mất công anh em kêu là khoe cũ khi này này nọ, nhưng mà tại vì cái comment đó mình ấy quá mình quay cho anh em. Thậm chí anh em thấy con bán tải mình chạy nhiều giao xe cho anh em mà cũng chưa review cho anh em nữa. Thì con này đi nhiều bảo trì nhiều nha anh em, bảo trì cực lắm. Nói chung xe Đức là bảo trì cực kỳ cực. Đó. Mốt chạy nè, cũng giống như con cá mập vậy anh em. Thì con này na ná chạy, nếu mà anh em chạy cá mập rồi thì nó cũng na ná giống vậy á. Rồi. Này cũng chả biết nói cái gì nữa anh em. Cũng không có cái gì để nói hết. Chạy xe hơi thì chạy trải nghiệm thì anh em mới nói được. Cỡ 10 lít cho 100 cây anh em. Cỡ đó. Đó, thì nó cũng có gì đặc biệt. Thì nó được cái đẹp thôi, đẹp lại sang đi cua gái rồi này nọ, mà mình cũng không có cua gái đâu anh em. Rồi bây giờ qua con chai tông. Đi qua đây. Bây giờ qua con chạy tông nè. Thì con này là đi thường xuyên. Con này được cái là bảo trì bảo dưỡng nó rất là nhẹ. Anh em quăng cà lăng cà lóc cũng được, để đâu cũng được. Bi vô băng ghế sau ấy. Rồi. Con này thì quăng cà lăng cà lóc cũng được. Con này bản full, bản con à quên nói giá tiền, con kia là mới khoảng là 1.9 tỷ anh em. Còn con này mới là 800 mấy thôi. Mình vô đồ chơi mới gần 1 tỷ. Mình vô lo súp lo đồ thì đều đúng 1 tỷ luôn, mà mua cả 800 mấy thôi anh em. Nó không có mắc đâu, nhưng mà con này á anh em quăng cà lăng cà lóc được, anh em để ngoài đường được, nói chung là làm gì cũng được. Nói chung là bảo trì bảo dưỡng nhẹ, nhưng mà phụ tùng nó mắc nha anh em. Đối với con này phụ tùng nó mắc, nhưng mà bảo trì bảo dưỡng nhẹ, lâu lắm mới còn bảo trì bảo dưỡng. Nói chung là nhẹ lắm, đi nhẹ thì đi con này. Con này mình chạy thường xuyên nhất. Đó. Con này là chạy thường xuyên nhất, cũng chả biết nói cái gì để nói. Thì con này nó không có cái cần điện nha anh em. Cái thắng tay điện đó. Mà xài thắng tay này thì nó khó quên hơn. Còn cái kia rất là dễ quên. Nó rất là kiểu như là mình đi hai xe á, cái nó lạc lỏng á, kiểu như là nó lộn hay lộn á, anh em biết gì. Thì chỉ đơn giản vậy thôi. Thì chức năng chạy cũng giống nhau. Thì xe Đức thì chạy nó êm hơn, còn xe Nhật thì chạy nó cảm giác cách âm ít hơn, kém hơn.
nhưng mà chạy nó nhẹ hơn. Nếu mà anh em đi thường xuyên, đi trong Sài Gòn leo lề leo phố thì đi con này ok, ngập nước rồi đó đi ok đó, vậy thôi. Chứ mình cũng có quay nhiều, vậy đơn giản nói vậy thôi. Còn con này tiêu hao nhiên liệu nó khoảng 6 lít, 6 đến 7 lít cho 100 cây à, và máy nó 2.4 gì nữa ta, rồi chạy thì tiết kiệm, rồi tiếp theo không biết nói gì nữa, quay chả biết nói gì. Thì vậy thôi, con này cũng mạnh nhất trong dòng bán, cũng mạnh nhất nhì trong dòng bán tải anh em, máy 2.4 đó. Không biết quay gì nữa cho anh em, chả biết review gì, chỉ quay vậy thôi á, tại mình chạy mình sử dụng thôi à, chứ mình không có chuyên về xe hơi nên mình không có review đồ nhiều anh em. Và con này mình cũng độ nhiều à, vô đồ chơi, vô lo súp rồi lo này nọ cũng độ nhiều á. Thì mới nó có 800 mấy thôi, cũng rẻ thôi anh em. Đó, con này cho mấy anh em kênh TikTok đồ coi. Rồi chỉ vậy thôi, còn anh em nào muốn quay sâu thì bữa nào mình quay sâu sao, chứ giờ cũng chả biết nói gì, quay bất thình lình không biết nói gì hết. Đó, nó là vậy đó anh em. Quay hai con xe nó ngầu vậy đó. Anh em nào mà muốn mà đi quăng cà lăng cà lóc á, mà đi đường miền Tây rồi á, đi mấy đường mà ổ gà rồi á, thì anh em chọn con này. Ít bảo trì ít. Còn anh em nào mà đi giải trí, đi dạo phố, đi này nọ thôi, thì anh em chọn con này. Con này thì anh em đi nhiều là bảo trì đảm bảo rất là chua. Và đi khoảng 3 năm là anh em phải thay ron cao su rồi này nọ ầm lum hết. Rồi quay vô nhà, quay mấy chiếc xe mô tô. Thì bây giờ mình có bảo trì bảo dưỡng cho con R15M nè anh em. Bảo trì bảo dưỡng rồi lên đồ chơi, hiện tại đang lên đồ chơi nè, xi nhan nè. Xi nhan nè. Đó, bảo vệ các nước nè, anh em nào chưa có bảo vệ các nước thì ghé mình. Đó. Rất là đẹp, em quay thấy bảo vệ các nước không? Nè bên mình nha, bên mình gia công mà làm luôn cho anh em, lên bảo vệ các nước luôn. Đó. Rồi chuẩn bị xong cái này là bỏ xe lên bán tải, giao con R15 này cho anh em ở dưới Tiền Giang nữa. R15 này chuẩn bị giao xuống Tiền Giang nè. Đó. Rồi anh em đừng có quan tâm là đi mô tô có ướt mưa hay không nha anh em. Tại những anh em có mô tô là người ta tự động, người ta có xe hơi hết rồi. Rồi mình còn CB300, Z300, MT15. Đó, quay nhẹ cho anh em thôi. Rồi ok anh em, chúc anh em một ngày làm việc thiệt là hiệu quả.